Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo họ dụ ngôn này: Người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Niềm vui ngày trở về. Giữa khung cảnh màu tím đượm nét u buồn của mùa sám hối ăn năn, Chủ nhật thứ tư mùa chay toát lên màu hồng tươi sáng, màu của hy vọng và niềm vui. Điều đó được diễn tả cách cụ thể trong các bài đọc lời Chúa hôm nay. Đó là niềm vui của người cha ra đón con mình trở về, niềm vui của người con được cha tha thứ và yêu thương, niềm vui mà cha muốn người con cả thể hiện vì người em đã mất, nay lại tìm thấy, niềm vui của lòng thương xót Thiên Chúa gặp gỡ sự hoán cải của con người. Chúng ta được mời gọi chung chia niềm vui đó bằng tâm tình sám hối ăn năn, trở về với Chúa và anh chị em mình, yêu thương, cảm thông tha thứ cho nhau, giúp nhau đạt tới niềm vui tin mừng.